Bài toán tính theo phương trình hóa học với dạng toán lượng dư. Làm thế nào nhận biết dạng toán lượng dư? Với toán đủ, đề cho dữ kiện của một chất trong phản ứng hóa học, từ đó chúng ta chỉ tính được một số mol. Ví dụ, đốt cháy hoàn toàn 12,4 gram phốt pho trong bình chứa khí oxy, tính khối lượng chất tạo thành. Từ 12,4 gram phốt pho, chúng ta tìm được số mol phốt pho. Từ đề bài này chỉ tính được một số mol, đây là toán lượng đủ. Với toán lượng dư, đề sẽ cho dữ kiện của hai chất trong phản ứng hóa học. Từ đó chúng ta sẽ tính được hai số mol. Ví dụ, đốt cháy 12,4 gram phốt pho trong bình chứa 12,32 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn, tính khối lượng chất tạo thành. Từ 12,4 gram phốt pho chúng ta tìm được số mol phốt pho. Từ 12,32 lít khí oxy chúng ta tìm được số mol oxy. Ở đề bài này, chúng ta tính được số mol của hai chất trong phản ứng hóa học, thì đây là toán lượng dư. Trước khi nói về cách giải toán lượng dư, thì các em cần nhớ. Thứ nhất, ký hiệu và các đơn vị. N nhỏ là số mol, đơn vị là mol. M nhỏ là khối lượng chất, đơn vị là gam. V là thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn, đơn vị là lít. M lớn là khối lượng mol, đơn vị là gam trên mol. Lưu ý, khối lượng mol M lớn có cùng số trị với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó. Ví dụ, M lớn Fe là khối lượng mol nguyên tử sắt sẽ bằng với số trị của nguyên tử khối của sắt là 56, nhưng đơn vị là gam trên mol. Còn M lớn KClO3, khối lượng mol của KClO3, cách tính giống như tính phân tử khối, lấy khối lượng của kali là 39 cộng khối lượng của clo là 35,5 cộng khối lượng của oxy nhân cho 3 là 16 nhân 3. Tiếp tục nhớ về các công thức tính toán. Để tính số mol có hai cách, số mol sẽ bằng khối lượng chia khối lượng mol, hoặc số mol chất khí có thể bằng thể tích chất khí chia 22,4. Lưu ý, N bằng V chia 22,4 chỉ dùng cho chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng chất thì bằng số mol nhân khối lượng mol. Thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng số mol nhân 22,4. Đây là phần kiến thức cần nhớ. Để giải dạng toán lượng dư, đầu tiên yêu cầu đọc kỹ đề, xác định phản ứng hóa học đã xảy ra, dữ kiện đề cho và yêu cầu của đề. Sau đó tóm tắt bằng cách viết phương trình phản ứng theo đề, ghi dữ kiện đề cho và các dữ kiện đề hỏi bằng các ký hiệu M nhỏ, N nhỏ, V. Ví dụ, đốt cháy 12,4 gram phốt pho trong bình chứa 12,32 lít khí oxy tạo thành đi phốt pho beta oxit B2O5 là chất rắn màu trắng. Phốt pho hay oxy, chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu? Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu? Biết thể tích chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, cho nguyên tử khối của oxy là 16, nguyên tử khối của phốt pho là 31. Tóm tắt đề. Đốt cháy phốt pho trong bình chứa oxy tạo thành đi phốt pho benta oxit là ta có phản ứng giữa B và O2 ở nhiệt độ cao tạo thành B2O5. Viết phương trình, nhớ chú ý viết đúng công thức hóa học và cân bằng đầy đủ. Mười hai phốt bốn gram phốt pho để cho đơn vị gram, tức là cho khối lượng phốt pho. M nhỏ B bằng 12,4 gram. 12,32 lít khí oxy, đơn vị lít là đề cho thể tích, VO2 bằng 12,32 lít. Đề hỏi chất nào còn dư, số mol dư bao nhiêu?
Chất nào được tạo thành? Khối lượng chất tạo thành. Để giải bài toán tính theo phương trình hóa học, bước đầu tiên là tính số mol. Để cho khối lượng phốt pho, chúng ta sẽ tính được số mol phốt pho bằng cách lấy khối lượng chia khối lượng mol. Để cho thể tích oxy, chúng ta tính được số mol oxy bằng cách lấy thể tích oxy chia 22,4. Sau đó, viết phương trình hóa học, nhớ cân bằng đúng và đầy đủ. Từ phương trình ta thấy 4 mol phốt pho tác dụng với 5 mol oxy tạo thành 2 mol B2O5. Vậy, 0,4 mol phốt pho và 0,55 mol oxy sẽ tạo thành bao nhiêu mol B2O5? Chúng ta sẽ tính toán dựa theo số mol của chất nào? Để biết được điều đó, cần lập tỷ lệ so sánh giữa phốt pho và oxy. Khi lập tỷ lệ, chúng ta sẽ lấy số mol theo đề, chia cho số mol theo phương trình. Với phốt pho, số mol theo đề tính được là 0,4 mol, số mol theo phương trình là 4, nên ta có 0,4 chia 4. Với oxy, số mol theo đề là 0,55 mol, số mol theo phương trình là 5 mol, vậy chúng ta có 0,55 chia 5. Tỷ lệ của oxy lớn hơn tỷ lệ của phốt pho, vậy nên phốt pho hết, oxy dư. Chúng ta sẽ tính dựa theo chất hết, tức là tính theo số mol của phốt pho. Lấy số mol phốt pho là 0,4, thế vào phương trình đúng vị trí của phốt pho. Để tìm những số mol còn lại có trong phản ứng, ta sẽ thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang. Từ phương trình thấy 4 mol phốt pho tác dụng với 5 mol oxy, vậy 0,4 mol phốt pho tác dụng với bao nhiêu mol oxy? Lấy 0,4 nhân 5 chia 4 được 0,5 mol. Tương tự, 4 mol phốt pho phản ứng tạo thành 2 mol B2O5, vậy 0,4 mol phốt pho tạo thành bao nhiêu mol B2O5? Lấy 0,4 nhân 2 chia 4 được 0,2 mol. Đây là các bước cơ bản để làm bài toán lượng dư. Chất dư là oxy. Số mol oxy dư sẽ bằng số mol ban đầu trừ số mol phản ứng. Số mol oxy ban đầu tính theo đề là 0,55 mol. Số mol phản ứng là tính trên phương trình được 0,5 mol. Vậy chúng ta có số mol dư là 0,05 mol. Chất nào được tạo thành? Chất tạo thành là diphosphorpentaoxit B2O5. Khối lượng chất tạo thành là khối lượng B2O5. M nhỏ B2O5 sẽ bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Cách giải toán lượng dư. Như thấy, để giải bài toán lượng dư, bước thứ nhất là theo đề, chúng ta sẽ tính được số mol của cả hai chất tham gia phản ứng. Bước 2, viết phương trình hóa học. Bước 3, lập tỷ lệ bằng cách lấy số mol theo đề chia cho số mol theo phương trình hóa học. Sau đó, so sánh tỷ lệ của hai chất tham gia phản ứng. Từ đó, xác định chất dư và chất hết. Chất dư là chất có tỷ lệ số mol lớn hơn. Sau đó, chúng ta sẽ tính theo số mol chất hết bằng cách thế số mol chất phản ứng hết vào phương trình hóa học. Thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang, tìm số mol của các chất còn lại trong phản ứng. Để tính số mol dư, chúng ta sẽ lấy số mol ban đầu trừ số mol phản ứng. Và cuối cùng là tính theo yêu cầu của đề. Các em hãy vận dụng kiến thức vừa được cung cấp để giải bài tập 7 tờ bài tập. Chúc các em học tốt!